Ok nhá, chào các bác, chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của em nhé. Hôm nay em giới thiệu các bác là một cái nồi chiên. Cái nồi chiên này thì người ta cứ gọi nó là nồi chiên không dầu. Đấy. Nhưng mà nó vẫn có sử dụng dầu các bác nhé. Một ít dầu, nói chung là nó giảm mức tối đa dầu rồi các bác ạ. Chẳng hạn như bình thường các bác chiên khoai tây thì vẫn rất là nhiều dầu, nhưng mà cái này thì nó ít thôi. Bác chỉ có phết phết một tí thôi, lên trên cái mặt nó thôi, cho nó có một chút dầu thôi chứ còn không có cần dầu nữa các bác nhé. Đặc biệt là những cái món nướng đấy, cả những cái món chiên ấy, thì gần như nó rất ít sử dụng dầu nhé. Đấy. Thịt thì không cần dùng dầu thôi, có khoai tây thôi thì dùng thôi, chứ còn không có dùng tới dầu các bác. Đấy. Thì cái nồi này thì em chia sẻ với bác là hàng chưa xài các bác nhé. Đấy. Sản xuất ở thị trường của nhà máy ở China, đấy, xuất về thị trường Nhật, hàng nguyên thùng nhé, nhưng mà không có sách catalog đâu các bác nhé, có điểm mới chưa sử dụng thôi. Đấy, đây rất là tiện nhé, tôm này, tôm chiên trên nhiệt độ 200 độ C, con này nó rất dễ dùng các bác nhé, cực kỳ dễ dùng luôn. Đây là nướng bánh nhé, đây nướng bánh này, 5 phút thôi, với nhiệt độ là 180 độ C, đấy, bên đó người ta đã thử hết rồi. Nướng cá này, nướng cá là 5 phút với nhiệt độ là 180 độ. Và đây là món tôm này, 200 độ C, tương đương với cả 8 phút. Đấy, rất là tiết kiệm. Cái này là bánh này, để nướng bánh này. Nướng bánh gì đây, không biết là 15 phút này. Đây là cái gì nữa, nó có ghi này, cái này em cũng dành cái này 10 phút này. Còn đây là cái món gì, cốt lết này, sườn cốt lết này. Đấy, thịt cốt lết này. Còn đây là khoai tây chiên này, 12 phút. Đấy, rất dễ dùng nhá. Thì con này nó là cơ, nên là dùng rất dễ. Đấy, hàng mới cứng luôn. Thì đây nhá, cái số phút của nó đây, 10 phút này, 20, 30, 40, 50, 60 phút là tối đa. Và nhiệt độ của nó đây, bắt đầu là từ 80 đến 110. Đấy, 160, 140 này, 140, 160, 180, 200. Tương ứng với cả những cái bác muốn nướng này, thịt cốt lết này. Đấy, thì bác 15 phút thì bác vặn cái đồng hồ lên chẳng hạn như đây. Đấy, 15 phút nhá, quạt nó chạy. Đấy, và nhiệt độ mình vặn chẳng hạn như cái này của nó là sườn cốt lết đi đúng không? 200 độ C lên maximum 200 độ C nhá. Đấy, xài bài rất là tiện các bác nhá. Thì đây là mở ra đây. Mở ra là bếp nó tắt nhá. Đấy, bên trong thì nó tráng men chống dính hết các bác nhá. Nên là nó đỡ cho mình khi mình vệ sinh. Đấy, nhấc lên này. Đấy, đây này các bác nhìn này, bấm lên. Đó. Rộng lắm nhá. Nồi này thì nó vào dung tích chắc là khoảng 3 lít rưỡi, 4 lít gì đó, khá là to. Này cái nồng nó sâu. Đấy. Cho bác coi là hàng mới. Đấy, chưa qua sử dụng nhá. Đấy. Trong này thì làm bằng cái thép. Đấy. Nâu chùi cho nó dễ. Đấy. Đây của 1250W nhá. Của China xuất Nhật nhé, nó không ghi chữ Made in China đâu mà ghi bằng tiếng Trung Quốc. Đấy. Bác nào không biết thì cứ bảo là nồi anh của Nhật, nhưng mà em thì em nói thẳng luôn các bác nhé. Đấy, nó xuất về thị trường Nhật. Miễn sao nó xả điện 100V là ok rồi các bác ạ. Đấy. Chứ còn 220 nó quăng vào đây ấy là bán rẻ lắm các bác nhé. Đấy, tiền là của đấy thôi. Cái này nó nướng thì nhiệt độ rất là chuẩn. Đấy. Miễn là các bác có thể hâm được nhá. Rồi em tắt đây. Đấy, hâm rất là hay. Chẳng hạn như nó có 80 độ C này. Đấy, các bác có thể hâm nóng cái gì đó. Đấy, hoặc nướng bánh mì, hâm lại bánh mì. Rất là ngon nhé. Chẳng hạn như là bác làm bánh mì pate rồi đúng không? Bác bỏ ở đây hâm nóng lên. Đấy, rất là tiện. Tại vì nó nhỏ gọn như thế này, mình đặt trên bếp thì cái không gian nó không chiếm nhiều. Và nướng cũng rất là tiện nữa. Nó không phải vệ sinh nhiều giống như là cái nò vi sóng hoặc là một cái nò nướng hoặc là nướng than. Đấy. Thì công nghệ nướng điện bây giờ đang là rất là phổ biến rồi. Mới thứ hai, cực kỳ tiết kiệm điện các bác nhá. Chẳng hạn như là em nói là cái sườn cốt lết này đi đúng không, 15 phút. Đấy, các bác nhân cho là 1250W đấy. Đấy, các bác tính như một là 15 phút đó thì là không tốn bao nhiêu điện đâu các bác nhá, rất ít thôi. Đấy. 15 phút mà hơn 1000W. Đấy. Thì một tiếng thì nghĩa là 60 phút. Thì nếu mà bác sử dụng 1kW nghĩa là 1000W đó thì nó mới hết có một số điện. Một số điện bây giờ tương đương thì nó cho là 3000 đi. Đấy, 3000 là số tính trung bình ấy, 3000 số. Thì mới hết có 3000 đồng một lần nướng. Đấy, thì từng nay mà nó nướng ấy, nếu mà nướng một lần sườn cốt lết hôm rồi em nướng ấy. Đấy, cái chỗ này này. Đấy thì là nó được khoảng nửa ký thịt các bác nhá, nửa ký sườn đó. Nếu mà mình xếp nhiều nhiều hơn là nó có thể được hơn nữa. Đấy.
Rồi có thể mình xếp đứng lên ấy, thì lại được nhiều hơn, để tùy vào cái cách xếp. Đấy. Mà cái thời gian các bác đi có 15 phút à. 15 phút thì tính ra mình nướng rất là rẻ rồi. Em cho nó điện nó có mắc lắm thì nó là 1.500 tiền điện. Em ơi nhá. So với các bác mua để các bác nướng than này, quạt quậy, thời gian mình quạt than lên nhá, xong bắt đầu mình nướng than nó rất là nhiều thời gian các bác nhá, và nó không an toàn cho sức khỏe đâu. Có nhiều bác mà nướng than ngon hơn em nó bác không chưa chắc đã ngon đâu các bác nhá. Tại sao cho nhà hàng ấy của Nhật Bản ấy, người ta nướng thịt bò Kobe ấy, đấy. Là đâu phải nướng than đâu các bác. Đấy, mấy triệu một miếng thịt bằng bàn tay các bác ạ. Đấy. Ok nhá, thank you các bác. Cái này là mới nhá, 3 triệu. Em bao ship cho bác toàn quốc luôn. Bác nào chưa mua lần nào thì cọc tiền em gửi hàng, còn nếu bác nào quen rồi thì thôi bác nhá. Đấy. Mới luôn, chưa qua sử dụng các bác nhá. Rất là tiện nhá, nó nhỏ gọn. Mình để trên bếp mình xài. Em xài một con thì em xài một con Tefal cơ. Ok, thank you các bác nhá.